nha. MC xin chào mọi người nha. Giờ đầu MC chúc sức khỏe, gửi lời chào chân thành đến anh chị em cộng đồng bốn phương. Hôm nay MC tới Houston, Texas mọi người nha. Hiện tại đây là ngay chỗ mà trường đại học Rice. Chữ Rice này dịch ra là gạo mọi người nha. Rất là nổi tiếng ở Houston, Texas. Thì sẵn mấy ngày lễ hôm nay MC xuống đây quay luôn nè. Đó, mọi người thấy rộng không mọi người? Nhiều người họ có xe đạp đó, họ chạy lòng vòng đây cũng vui lắm. Đó, cái tượng ông này là như ổng sponsor cũng như giúp cái trường học để xây lên thì đúng. Cái top bên kia gần xa thì mấy người ta đang chụp hình giống như cho cô dâu hay là cái gì đó. Đó, 6-7 người đang tụ tập bên kia. Đó. Trường đại học này rất là nổi tiếng mọi người nha, cho những học sinh viên mà giỏi đó. Đó. Thôi như MC nghe nói lại như vậy đó. Cảnh rất là mát mẻ, sạch sẽ và rất là thơ mộng đó. Hôm nay ngoài cũng nóng, có gió mọi người nha. Đó. Đây nè, dài dài. Quá đẹp luôn mọi người. Đây nè, quá đẹp luôn. Bây giờ MC sẽ đi qua phía trước này để quay cảnh này kia thêm. Tại vì hôm nay MC đi thì cũng không có đem máy móc gì nhiều, ngoài cái máy điện thoại đang dùng thường thôi. Chủ yếu là đi khám phá cho biết thôi. Tại nhỏ cháu nó nói ở đây có cái trường học cũng nổi tiếng, lại tới đây tham quan giao lưu cho biết. Thành ra có những cái gì sai sót trong cái lúc quay phim, từ lời ăn tiếng nói không có được tế nhị cho lắm, mong anh chị em có coi nhớ thông cảm bỏ qua nhâm xe nhé. Mẹ mọi người nhé, cái này là chỉ là trong cái khung cái dòng xung quanh mà miếng đất của cái trường học thôi nghe mọi người nha. Cái này MC nói rõ cho mọi người hiểu luôn đó, chứ không phải ở ngoài đâu nha. Cái này là những cái khu giống như là xung quanh trường thôi nó mà rộng như vậy á. Hồi nãy MC vô đây MC phải đậu xe bên ngoài rồi gửi để lấy ticket vô. Ngày hồi mình đi ra mình check out mình phải trả tiền giống như trong sân bay vậy mọi người. Đó. Hôm nay trời nóng mọi người nha. Quá trời luôn. Đây. Chị 8 đang đằng kia chưa chịu đi nữa nè. Mấy cái đường lộ này nè, mình có thể chạy xe đạp ha, đi bộ. Đó. Trường cho nhưng mà cũng tùy theo chỗ. Nhầm chỗ thì họ cấm đặt xe đạp thì mình phải đi bộ. Đó. Ừ, máy bay trên này mọi người. Đó. Cái trường học này á, hình như là cũng gần sân bay hay sao mà thấy từ giờ máy bay nó đáp cánh, cắt cánh xuống đây rất là nhiều lần. Thì em suy nghĩ là như vậy. Cái này cái kiến trúc cắt giống như cái nhà thờ với mọi người nha. Quá đẹp luôn. Cỏ rồi ha, ta sạch kia, giữ gìn rất là sạch sẽ, mát mẻ luôn. Những cái cây nào đó. Em suy nghĩ mấy cây này cổ thụ cũng lâu lắm rồi mọi người nha. Đây nè. Đó, chóp xuống nè. Em suy nghĩ cũng là có cây cũng cả trăm năm, có cây cũng vài chục năm có. Như cái thân cây này to dễ sợ này không nè. Vậy em suy tới đây thì giao lưu khám phá, đi travel du lịch rồi. Sẵn rảnh ngày lễ, bữa nay là ngày thứ hai, ngày lễ của Mỹ Memory Day. Thì sẵn đi giao lưu khám phá, chia sẻ rồi anh em coi cho vui. Có gì mới mẻ thì MC sẽ bổ sung thêm nhé. Bây giờ thì đi ra ngoài để coi có gì mới nữa không thì bắt đầu quay tiếp. Còn không thì chắc có thể chuẩn bị về để còn đi chợ búa này kia đủ thứ. Cuối tường ông nào mọi người đây. Những nhân vật quan trọng trong lịch sử thôi. Hôm nay ngày lễ thành ra nhiều người đã về thăm gia đình, tụ tập ăn uống này kia nọ mọi người nha. Không biết có thể tối nay không biết có đốt pháo không thì MC không biết nữa.
Đó, dài dài mọi người nha, đây nha, quá xá rộng. Cái khu công viên thôi mà quá xá rộng luôn ha. Đó, quá xá rộng luôn. Đây, đường dài. Ở đây họ cấm chạy xe vô mọi người nha, chỉ đi bộ hoặc có xe đạp thì đạp xe đạp thôi, chứ không có được chạy xe ở đây. Thì khi mình là cái người làm trong này, cái gì bảo vệ hay một cái gì đó thì ok, chứ còn nếu không là không có chưa, không có cho mà chạy xe vô đây cây mọi người. Dài ha, đổ ra luôn nè, nó dài 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 luôn. Đó, bên đằng kia có cái anh kia chạy xe đạp á, nó cái thân cây nè mọi người, cái thân cây này giống như cái bên chỗ cái vùng mà New Orleans Louisiana thì hổm CD công viên á, đây nè, dài đẹp dễ sợ luôn ha, dài 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 luôn. Đây thì chắc có thể ghế đang ngồi nghỉ ngơi ăn uống rồi cho học sinh. Đây nè, quá trời cái thân cây. Hôm nay ở ngoài trời chắc em suy nghĩ chắc cũng khoảng gần 100 độ chứ không ít mọi người nha, nóng lắm. Nhưng mà em suy thì có đeo kiến rồi đội nón chống cái nắng, với cái bụi bặm này kia nhiều khi nó bay vô mắt mình đâu có biết được. Ở ngoài cũng gió dữ lắm. Đây nè mọi người thấy không, cây gung ginh luôn nè, đó, gió phất phới luôn nè, đó, quá trời. Học sinh họ ngồi uống nghỉ ngơi giao lưu mà mọi người, có mấy chú sóc đang chạy vòng vòng để kiếm đồ ăn. Mấy sóc đây hiền, mọi người, sóc Mỹ hiền lắm. Đó, nó kiếm được cái gì á, nó quất bỏ đây. Ồ, nó gửi em suy à, sóc này, sóc Mỹ hiện mọi người, nó đâu sợ người đâu ha. Sóc này sóc vàng đẹp quá, đó, nó không sợ đâu. Đó, đó. Hôm nay mấy người sinh viên đó họ về thăm gia đình giao lưu này kia nọ, thành ra học sinh rất là ít mọi người nhé. Cũng có nhưng mà cũng mới nè, phải bên trong cái đường hoa quay đi mà quá trời luôn. Ok, đó, quá trời, sóc Mỹ nè, dạng nó không sợ người đâu ha, đây nè, nó, nó, em ơi, con sóc nó gừ anh em ơi, kệ nó không đi luôn, kệ nè, nó gừ anh luôn nè, kêu không, nè, nó, con sóc trong trường đại học nè mọi người, hiền lắm, đó, nè, wow. Wow, đẹp không? Đây nè. Mấy sóc Mỹ nó hiền lắm mọi người nha. Nó thân thiện với con người đó. Đại con người không có thân thiện với nó thôi, chứ nó rất là thân thiện với con người. Cho học sinh nữa mọi người. Họ ở trong này nè, trong thời gian họ học tập như kia đó. Để ngày đi thi hay ra trường thí dụ đó, đó họ ăn ở trong này nè. Em sẽ đi nhờ vệ sinh nó đi toilet trong này, em sẽ mới biết đây nè, nó cái dừa đó từng lâu rồi nữa mọi người, đẹp không đây nè. Nếu anh chị em nào ở Houston á, Texas nó sẽ biết cái trường này hả? Trường rộng lớn đẹp lắm mọi người nhé, đi dài lắm, cắt kiểu brick mà cái gạch đỏ giống như mà nhà thờ Đức Bà mọi người đó, nhưng mà cái đó kiểu đỏ đỏ này. Quá trời rộng luôn nha, cây cối nha, quá trời rộng luôn. Trường học này là cho những học sinh viên nổi tiếng cũng như là giỏi, nói chung là cái từ là giỏi mọi người nha, chứ không phải nó có tiền vô đây được đâu, phải giỏi nữa. Đó. Trời cũng âm âm u như muốn mưa mà chưa thấy mưa, thấy nãy hơi gió giờ dừng lại sàn để cái đường đi mọi người. Họ cũng đổ mấy cái hộp đá sỏi nè ha, đó, họ làm đẹp không, mình đi cũng không có bị trơn nhiều. Đó, dài qua bên kia luôn, đó, dài qua đây, đó, dài luôn ha. Cái này là chỗ đậu xe học sinh, là chỗ họ nghỉ ngơi, ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh như kia nọ. Ui, kiến xanh luôn, quá đẹp, dài. Trong này chủ yếu nhiều là xe đạp hay là xe điện mọi người nhé, chứ họ không có cho mà kiểu như xe mô tô cycle này kia. Nó dài dài luôn,
nhiều quá nè mọi người, dài dài quá đẹp luôn, trơn à, họ có người họ clean á, nhìn bóng nhìn trong dễ sợ luôn ha. Ủa, còn kia như có thác nước gì nghe cái âm thanh nước hay gì. Đây cột, đây họ trồng mấy cái cỏ, cỏ như bụi nhỏ đó mọi người, dài luôn. Công nhận trường đại học ở Mỹ rộng thì mình cái MC nói ở Mỹ nhưng mà tùy theo tiểu bang mọi người nhé. Cái đại trường đại học này là của University của Houston, Texas đó. Đó. Cái tên là Rice mọi người nghe. Rice, chữ Rice là gạo đó. Nếu anh chị em nào, anh em nào muốn biết thì vô bấm vô cái Google, họ sẽ biết thêm chi tiết những gì mình cần thiết muốn biết, hay là trong thời gian mình đang ở Việt Nam hay bất cứ nước nào đó chuẩn bị qua cái trường này học thì mình sẵn sàng có tâm lý, hoặc mình cũng như lên để trao dồi thông tin trước khi mình tới đây mình học. Quá đẹp mọi người nhé, rộng lắm á, rộng dễ sợ luôn nha. Nắng lên này nóng quá. Bên ngoài xe này là mấy người tới như khách tới thăm du lịch đó mọi người, cũng như người ta họ tới họ tham quan, mình dùng cái từ tham quan đó. Họ đậu bên này, vô đây mình check in xong rồi họ mình check out, cũng phải trả tiền tùy theo thời gian mình đậu xe bao lâu á. Cái này MC không biết, tại này lần đầu tiên MC tới à, sẵn dịp xuống đây Houston chơi thì sẵn đi xuống đây giao lưu khám phá coi có những gì mới mẻ không, để quay để chia cộng đồng anh chị em bốn phương coi cho vui. Quá trời rộng mọi người nha. Đó, cái trường đại học mà cái này cái khung viên của họ thôi đó, chứ cái này không phải là nhà cửa hay là cái công viên đâu nghe mọi người nha. Cái này là cái chỗ trường học đó, mà quá trời rộng dễ sợ cái đất. Chỗ này Space Island Sky Screen and Technology nè mọi người, đây nè. Đó. Quá trời mình cũng khiếp luôn, đi hồi chảy mấy ký mỡ luôn, mà không biết MC có mỡ không biết nè. Quá trời. Những ngày nghỉ ví dụ hôm nay, MC nói ví dụ hôm nay là lễ Memory Day, là lễ lớn của Mỹ, thì những học sinh sinh viên họ được nghỉ thì họ có xe đạp thì họ lấy ra họ tập, họ đạp exercise, còn không thì chạy bộ nó, còn không thì ngồi ra ngóng mát hay là một cái gì đó nghỉ những ngày lễ lộc. Sau lễ thì họ cũng đi học, trở lại học như bình thường mọi người nhé. Trời cứ âm âm u, hôm nay không biết có mưa không biết, cứ âm u hoài. Xì ra cái chỗ đầu xe nãy gửi á mọi người. Dạ đây nè, đây chỗ đầu xe đó, vòng vòng quay làm cuối cho mọi người coi nha, vòng vòng cho mọi người coi, rộng lắm mọi người ơi, rộng lắm đó, chỗ đầu xe cho mấy người tới đây tham quan đó. Tới 1, 2, 3 dãy, 4 dãy, rộng luôn. Rồi hôm nay ngày lễ ít, thành ra ít có người tới tham quan đó. Chứ nếu ngày thường em suy nghĩ chắc còn nhiều người nữa, thấy không? Rộng thâm thẳm luôn ha. Quá trời luôn. Thôi MC cũng xin tạm dừng cái clip này tại đây mọi người nha. MC chúc mọi người lễ Memory Day ở nhà vui vẻ bên gia đình, ăn uống ca hò hát gì nghe mọi người nha. MC xin tạm biệt mọi người tại đây nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Love you.